Hello, xin chào mọi người nhé. Và hôm nay là ngày 30 tháng 3, shop xe điện cũng nhập về được xe Osaka mới tinh mọi người nhé, xe mới đét luôn. Và xe này thì bên mình đã thanh lý này của một cửa hàng và mình sẽ lắp bình mới tinh, xe mới, bình mới, sạc mới, bán cho mọi người với giá là 6.500.000 đồng mọi người nhé. Đây là xe mới tinh từ năm 2018-19 này, xe này đời 2019 mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn phía trước này, sáng quắc, xe chưa sử dụng luôn nha mọi người nhé. Đấy, mà giá bán đúng bằng một nửa so với xe mới này. Đó, bán đúng bằng một nửa so với xe mới. Đây nhá, chưa có đi đâu nhá. Đấy, mọi người nhìn lốp này, Osaka này. Dòng xe Osaka rất bền mọi người. Đấy, rất đẹp luôn. Do quá trình để lâu thì xe có hơi bị xuống màu sắc một chút, còn thực tế xe này là 100% chưa sử dụng. Đấy, mình cam kết mọi người như thế nhá, 100% chưa sử dụng. Xe này có cả cái khóa sau này, mình sẽ test cái khóa sau cho mọi người xem nhé. Đây, đây là trong cốp này, có hai cái khóa này. Đấy, đằng sau có cái khóa này, khi mọi người khóa khóa này lại thì bánh sẽ không xoay được nhé. Cứ ngắc luôn này, mở ra này. Đó, rất hay luôn. Trong cốp này, động cơ rất êm nhé. Mình test luôn động cơ này. Đèn còi xi nhan thì xe mới thì tất cả này đầy đủ hết rồi, rất là ngon này. Đấy, động cơ này, im phong phắc luôn. Giá cực kỳ rẻ, 6.500.000 đồng, xe mới, bình mới, sạc mới hết. Đây này, tay ga còn chưa bóc túi bóng này, không, mới tinh luôn nhé. Rồi đấy, thì mọi người mua hãy liên hệ trực tiếp với shop xe điện nhập nhé, và shop sẽ ship xe toàn quốc mà Viettel Post, đặt cọc trước cái số 1 triệu. Đây là xe mới đét mọi người nhé, giá thanh lý. Và bây giờ thì mình xin chào mọi người.